Dự kiến chương trình sẽ diễn ra từ lúc 21 giờ đến 22 giờ 30 phút đêm giao thừa Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, tức đêm 24 tháng 1 năm 2020. Mở đầu là chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề Mừng Đảng Quang Vinh, Mừng Xuân Canh Tý 2020, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, Mừng quê hương đất nước đổi mới. Kết thúc chương trình là màn bắn pháo hoa tầm thấp khoảng 15 phút vào lúc 22 giờ 30 phút. Hiện nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã giao cho Sở Văn hóa, Thể thao, Du lịch, chủ trì, phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các đơn vị liên quan tổ chức chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa, bảo đảm vui tươi, an toàn, tiết kiệm. Kinh phí cho việc bắn pháo hoa và tổ chức văn nghệ chào mừng năm mới đều được huy động từ các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp, tuyệt đối không sử dụng ngân sách nhà nước. Các hoạt động được tổ chức nhằm tạo không khí phấn khởi trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao.